Trời ơi, giật giật khó chịu nha. Vừa anh em giật nhiều rồi chơi làm sao? Ủi. Trời. Ai à. Ai à, khó chịu vậy hai. Ổn rồi. Nó cờ giật anh em mà. Khó chơi với vậy. Game chắc sập rồi anh em à. Game ghét. À, tàng hình tung à, nghe ghê vậy. Trời ơi. Ơi. Lúc nào mình cũng xài tiền ngu hết nhờ. Ngoài đời hơn trong game. Có tiền phải lựa chọn cho nó đúng vào anh em mà. Không tính toàn xài tiền ngu không ấy nhờ. Đúng là đi ra cần mana thiệt nhưng mà để bỏ ra 400 để lên nước mắt nó bị thọt đồ. Nó thọt đồ lắm anh em. Thôi chắc mết đi. Ok, bạn bạn có không cắn phá, không khởi cắn phá thì mình đến với bạn thôi. Hồi luôn trốn luôn. À trời ơi, đây rồi. Gỡ mát. Gỡ. Gỡ cha nội. What the fuck. Biết chơi không? Ai á. Mày không gờ. Mày không gờ. Sao tao quê. Mà quá vậy báo vừa phải thôi. Không biết chơi game à, hai đời má nó để mình quy không thể gờ. Đã lắc rồi má. Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi nha. Mid bị đẩy rồi. Không mà không thối. Mình cũng không chuộng con rồng đầu lắm. Đơn giản chưa? Quá là đơn giản. Ai đời đánh không anh phai cỡ đến giờ cho con đi ra nó quy rồi thấy thầy rồi. Không được đấy. Cover mid phá này đi là đẹp rồi. Chào anh em nha.
Ra đây chơi luôn bro. Xích dài dữ ha. Xích cũng dài quá đấy. Đi xin trốn đâu mất tiêu rồi ta. Từ cấp 4 mình thấy nó tới giờ mà nó biệt tâm luôn rồi. AFK luôn hay sao á? Như pha đầu xong vậy AFK luôn á. Ủa cái gì trời, má binh vô xong rồi trốn mất tiêu cho nọ. Để ta solo kill à. Quá đáng. Một thằng thém báo mình nữa rồi đem. Mấy thằng khứa này đánh mới nhìn map cho nên mà ở đó mình hơi sơ sức nhưng mà mình khỏe chứ mình là yếu là dây nó giết mình rồi. Nó binh vô đánh đã xong cái nó quay đầu. Nó quay xe. Thấy nó vô rồi. Pin không tuột, FPS không tuột, lỗi game anh em à, FPS với pin mình không tuột mà chơi game cờ giật giật là lỗi game rồi, chào anh em nha, nó lắc chưa ta, còn hơi giật giật đấy, anh em chơi không biết sao chứ mình còn hơi giật giật nha, ta chửi trong game không thấy à. Như ai cũng lắc thì phải. Lỗi game anh em mà thằng Lê Sên không biết phải lỗi game hay không mà nó AFK luôn à. Nó kìa. Rồi mày đi góc đó thì chết rồi. Ây à. Ấy. Ấy. Đậu xanh. Từ từ trốn góc này. Ồ mẹ nó trốn 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 à, thằng dây qua nữa à, má đông quá vậy thôi bố mày tự tử được chưa, chưa phải ý mẹ nó lẹ thối nhùa bán cái nước mắt thôi, chơi ra là không có được khóc anh em ạ, chơi dây mới được khóc thôi. Chuyện gì nó bị cao một hai pha nó bị mình thay ký cái đầu luôn nó mới khóc rồi, chim tướng là phải chiến, anh chơi bằng mạng gì vậy à, mạng bốn chữ anh em à, mạng bốn chữ cũng phổ biến lắm anh em có biết không nhỉ, giật có khi nào gặp à, lát có khi nào gặp à? Có chứ, đang 950 190 đây. Vào đây mình lại là đồng đội của nhau hoặc là mình là kẻ địch của nhau thôi, nhưng mà em tính thích là mình là đối đầu hơn Khải à, đối đầu nó vui hơn Khải à. Bà chủ thì sao? Ngày trước ây da nó chết chắc rồi, có thằng này nó chạy hơi lẹ, nó chạy mất tiêu. Ê đây đây đây, đây. Ui mày chạy, mày mà chạy được mà biến nó biến gì à, quá giỏi, nghĩ là mình bỏ nó cơ, mình bỏ nó vô túi anh em mà. Gồng luôn nhờ, gồng luôn đi. Ăn gồng này 30 giây chắc được. 30 giây dư sức, ra thả dễ luôn rồi đẹp rồi. Ăn gồng này có 10 giây hả? Ăn gồng ba thằng có 10 giây.